Mình xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của mình nhé. Thì tiếp tục công việc ngày hôm nay thì mình tiến hành xây vách tường phòng ngủ nhé. Thì nhà này vách tường ngoài thì xây tường 20, còn ở vách phòng ngủ thì xây tường 15 nhé. Ở đây thì mình đã tiến hành bắn những cọng dây leo rồi mình xây cho nó thật ngay thẳng nhé. Đây là những cọng dây leo mình bắn ở những cái cửa đi ra vào nhà anh em. Thì ở đây là vách tường của phòng ngủ tầng 2. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xây nha anh em.
Cô bán anh nha. Thank you.
tôm mà miếng cao cao chứ.